cho phép rất là nhiều các connection khác nhau. Ví dụ các bạn có biết cái bọn mắt bao không? Search cái biết ngay. Là các bạn chuyên cung cấp domain hosting ở Việt Nam. Tôi có một cái server ở bên nó nhưng chẳng biết là bây giờ còn chạy không. Chắc là không còn rồi. Nhìn này chắc là không còn rồi. Bỏ đi. Cái này bởi vì cái máy này tôi dùng lâu lắm rồi. Cái gì vậy? Con gì kêu mà thảm thiết. Rồi thì OneCloud đi. Chẳng biết còn không. Ôi dẹp đi. OneCloud đi này cũng vứt. Rồi à, tôi có con Đông Nam Media. Đây các bạn thấy nó vào được đúng không? Đây là cái mớ cơ sở dữ liệu của con Đông Nam Media hôm trước tôi cho các bạn xem đấy. Rồi con GitHub là con đang làm. Rồi cơ sở dữ liệu của máy tôi. Đây, rất là nhiều. Đúng không? Đó. Thì chúng ta thứ nhất là một máy tính có thể tạo ra nhiều kết nối đến nhiều cái con server khác nhau. Ví dụ như con GitHub này thì IP của nó là cái gì? Đây các bạn có thể xem đây, IP của nó là 188.166.216.116. Đó. Tôi có thể truy cập luôn được vào đây để test xem website nó có chạy hay không. Đây đang chạy. Phần thêm mật khẩu đang xài. Đây. Đó, truy cập vào bình thường. Được chưa? Rồi thì đây là cổng này, đây là tài khoản này, đây là mật khẩu này, kiểm tra connection này. Còn máy của tôi nó cũng tương tự thôi. Đấy. Nhưng mà khác cái là cái IP của nó khác nhau thôi. Được chưa nhỉ? Đó. Bách quay trở lại. Hôm nay thì chúng ta sẽ dở ngược lại bài ngày hôm nay của chúng ta, xem nó sẽ như thế nào. Hôm trước các bạn đã được thực hành tạo bảng rồi đúng không? Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tiếp một cái cách tạo bảng cũng như là tạo cơ sở dữ liệu khác nữa. Ví dụ như sau. Chúng ta bấm vào query này. Chúng ta vào đây, kích vào đây bấm vào query này. Sau chúng ta chọn S. Được chưa? Chọn S. Xong chưa? Xong chưa? Cái nào không có S, cái nào có S? Cái gì đấy? Nó khác gì nhau ạ? Chọn new query ấy, chọn bấm quét mở cái này ra, mở connection ra. Ông đã bật sao chưa? Bật sang lên xong rồi mở cái connection ra. Chúng ta để ý này, vì sao người ta gọi là SQL? Trong SQL nó có một câu là Query Language. Được chưa? SQL Query Language. Thì chúng ta có thể tạo. Bản chất của SQL là gì? Một phần mềm chúng ta có thể tương tác được bằng tay. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy nó là có thể có khả năng tương tác được bằng tay, là bằng giao diện đúng không? Nhưng mà thực tế ra cái cơ sở dữ liệu ấy, chúng ta cái bản chất thật, cái bộ mặt thật của nó là như này. Tôi cho các bạn xem cái bộ mặt thật của nó nhé.
Tắt này đi. Tắt bớt cái này đi. Đây, bộ mặt thật của nó như này. MySQL cách trừ u cách root cách trừ p. Wow. Để chút, chờ chút nhé. CD nha. MySQL. Từ OS X set MySQL. Đúng rồi mà. Ồ. Đó, các bạn thấy nó em phải nhập password vào đúng không? Password ở máy tôi là 123456. Đấy, các bạn thấy vào được chưa? Đây là cái màn hình cơ sở dữ liệu này. Được chưa? Ví dụ tôi sẽ tiến hành vào trong cái tôi use cái cơ sở dữ liệu ở đây là cơ sở dữ liệu ở đây tôi có là Đông Nam Media nhé. Được chưa? Use Đông Nam Media. Ừ. Gì đấy? Rồi, Đông Nam Media này. Tôi thực hiện câu lệnh là select. Tôi muốn lấy toàn bộ dữ liệu ở trong cái bảng user này ra. Được chưa? Muốn lấy hết cái mớ này ra. Thì tôi sẽ là select sound from user. Các bạn thấy gì không? Tôi lấy hết dữ liệu không? Đấy, bản chất của cái cơ sở dữ liệu này nó là như thế này. Khi mà các bạn cài vào máy nhá, thì nó không có giao diện đâu. Nó không có giao diện đâu. Nó chỉ có cái cơ chế, ví dụ như ở trên máy tôi là terminal, ở dưới máy các bạn là command line hoặc là prompt command, đúng không? Thì nó bản chất của nó là chúng ta có thể sử dụng các dòng lệnh này để thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Nếu mà tôi, các bạn để ý nhá, nếu mà tôi tiến hành như sau. Nếu mà như thế này thì chúng ta không thể nào mà tạo được cơ sở dữ liệu ra, đúng không? Tạo được cái này này. Tạo cái này này. Ví dụ như cái này. Ví dụ như là cái cơ sở dữ liệu hôm trước tôi tạo ra cho lớp mình á, đúng không? Nhưng mà thực tế ra là chúng ta hoàn toàn có thể khả năng tạo được. Đó là chúng ta thực hiện câu lệnh là create gì? Database cách. Ví dụ tên lớp chúng ta K31B1. Được chưa? Cách collect cái gì? Collect chứ nhỉ? Character set à? MySQL create database query. Chờ đi. Ủa? Wait. Đấy, để tôi tìm, không nhớ đâu, mấy cái này không nhớ đâu. Bởi vì những cái câu lệnh tạo mà như này là rất ít khi dùng. Đây à, tra set UTF-8. Rồi, ok. Cái gì này? Vừa làm gì vậy? Create database K31B1 cách tra xét cách UTF-8 đúng không? Cách collect UTF-8 gạch dưới Unicode gạch dưới CI chấm phẩy character set. Tải đâu? Your MySQL server version for the right syntax for engineer. Gì đây?
Để xí đây nha. Create database K31B1 character set UTF-8 cách collate UTF-8 gạch dưới Unicode gạch dưới CI. Rồi xong, very ok. Các bạn nhìn em query ok và one row affected rồi. Được chưa? Thì ở đây là gì? Chúng ta lại mở vào đây. Chúng ta reload. Có thấy lòi ra cái này không? Được chưa? Ví dụ chúng đấy là cái câu lệnh giúp chúng ta tạo ra cái bảng cái cơ sở dữ liệu ở trong cái MySQL này. Được chưa? Chẳng qua cái việc chúng ta chuột phải ở đây. New database. Xong rồi viết và chọn hai cái này, chẳng qua là nó giúp chúng ta thực thi cái câu lệnh này, được chưa? Ghi vào đây là câu lệnh tạo ra cơ sở dữ liệu, nó là create database cách tên database cách character set cách collate. Xong chưa? Ghi vào. Các bạn chờ một tí để tôi đổi màu của nó. Appearance. Không có cái chỗ nào để sửa cái cỡ chữ à? Được chưa? Xong chưa? Ghi xong chưa? Mấy thằng của nợ kia ô hay. Xong chưa? Tôi sẽ thử test lại bằng cách là tôi xóa cái cơ sở dữ liệu này đi. Câu lệnh xóa cơ sở dữ liệu như sau. Drop database cách K31B1 chấm phẩy enter xuống. Đây là câu lệnh xóa cơ sở dữ liệu. Được chưa? Các bạn có thể vào đây các bạn reload, refresh cái connection. Sẽ nhìn nó bay mất, đúng chưa? Đó. Tiếp theo các bạn sẽ thực hành bằng cách là
mở cái query ra, tạo một cái query mới, viết câu lệnh vào đây, ví dụ create database cách K31B1 cách tra xét character set bằng UTF-8 cách colate UTF-8 gạch dưới general CI. Mỗi câu lệnh kết thúc dấu chấm phẩy nhá. Sau rồi chọn run. Run sau chúng ta ra ngoài này, chúng ta tiến hành là refresh. Thấy không? Đó. Làm đi. Hả? Đây câu lệnh để xóa. Đang tìm câu lệnh xóa đúng không? Câu lệnh xóa là drop database K31B1. Cái K31B1 kia là tên cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Cái gì? Làm sao hả Tú? Làm gì có chuyện đấy? Đã có chấm phẩy chưa? Muốn, ví dụ tôi muốn comment, tôi muốn không thực thi câu lệnh này. Ví dụ tôi đã có nó chạy rồi nhá. Được chưa? Tôi tiến hành là drop database này. Được chưa? Thì tôi comment cái dòng lệnh khác vào. Dấu trừ trừ là comment, được chưa? Run đây, các bạn refresh connection, bày mất luôn, được chưa? Còn nếu mà muốn dùng cái câu trên thì bỏ câu dưới đi. Run xong chưa? Đấy, nó là cái câu lệnh giúp chúng ta tạo ra cái kết nối. Xong đi nhỉ? Tiếp theo, chúng ta đã có cái DB rồi. Để, nào lưu ý này. Để thực hiện các cái câu lệnh khác, ví dụ như các câu lệnh là sử dụng, câu lệnh là tạo bảng trong DB này, rồi thì các câu lệnh là thêm dữ liệu, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu trong DB này, thì chúng ta phải dùng use K31B1. Tức là câu lệnh sử dụng cái cơ sở dữ liệu K31B1 run, được chưa? Đó, use như này thì chúng ta mới đánh dấu cho máy nó hiểu là bây giờ tôi đang dùng cái K31B1 đấy. Công làm gì làm, cho tôi vào đấy. Tiếp theo chúng ta đến với câu lệnh là tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng trong cơ sở dữ liệu, thì chúng ta có câu lệnh là create table cách tên table. Ví dụ table của chúng ta tên là user, được chưa? Xong rồi đóng mở ngoặc tròn. Cái gì hả Văn? Đọc tiếp cho tôi. ID. Hả? Đọc tụi. In. Gì nữa? Primary. Tôi không thích, tôi để đây. Auto increment này có được không? Từ từ đã, auto increment viết như này được không hay là viết liền nhau?
Bên liền nhau như này. Đây à? Đúng chưa? Chắc chắn chưa? Search đi. Rồi, chúng ta có cú pháp như sau, các bạn để ý này. Nào, tập trung vào đây. Để ý này. Đầu tiên là câu lệnh create table user. Đây là câu lệnh tạo ra bảng, đúng không? Được chưa? Ghi nhớ nhá, create table, tên table. Tên table các bạn hoàn toàn có thể viết tiếng viết không có dấu có dấu cách cũng được. Nhưng tôi khuyên các bạn là tên table chúng ta nên đặt là các ký đặt tên, ví dụ như kiểu là user student table, user student như này chẳng hạn. Thì tức là các cái bảng của chúng ta không nên để dấu cách, được chưa? Và các bảng thường xuyên tôi để là dấu số nhiều, đa phần tôi để là số nhiều. Vì nó là một cái danh từ nào đấy. Tiếp theo là một cặp dấu ngoặc tròn. Trong cái cặp dấu ngoặc tròn thì chúng ta có tên cột. Đây là tên cột này. Kiểu dữ liệu của cột này. Và các thông số khác, ví dụ như default value, unique, primary, auto increment, not null, đủ các thứ các thứ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái tên cột, kết thúc một cột thì chúng ta thêm vào đây là cái dấu phẩy. Đến cột tiếp theo thì là name chẳng hạn, thì là varchar, đúng không? Varchar độ dài của nó thì các bạn sẽ viết ở trong cái cặp dấu ngoặc này, ví dụ như là 255 ký tự. Được chưa? Sau đó là nếu mà cái cột này chúng ta không được phép cho nó null thì chúng ta viết là not null vào đây. Not null. Được chưa? Nếu chúng ta muốn cái dữ liệu ở trong cột này nó là duy nhất, tức là chúng ta không có chúng ta không duy nhất được. Not null hoặc là null. À thôi để not null đi. Not null. Được chưa? Cột thứ ba là email, cũng là varchar 255. Tôi sẽ có thêm một cái, nó cũng là not null. Not null. Và thằng này dữ liệu ở trong cái mỗi một user sẽ có một cái email riêng, không thằng nào được phép trùng thằng nào. Thì chúng ta sẽ viết vào đây cái chữ là unique, hay còn đọc lại unique, là duy nhất, độc nhất vô nhị. Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo là đến cột password. Varchar 255 not null. Tiếp đến cái gì? Create the date, kiểu dạng date, kiểu dạng timestamp. Timestamp, default value, default bằng now, đóng mở ngoặc, default bằng tại thời điểm xử lý. Chúng ta có update the date, cũng là date time, date time. Chúng ta sẽ có là default now luôn. Như này. Đó, đây là các cột của chúng ta, kiểu dữ liệu, độ dài, có được null hay không, hoặc là default value là bao nhiêu. Default value là cái giá trị mặc định, nếu các bạn không điền dữ liệu vào thì giá trị mặc định của nó sẽ là như thế nào. Chúng ta có cái hàm now ở đây là lấy giờ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của server. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là chấm phẩy cái này vào. Và run. Ôi giời, lỗi rồi. Auto increment sai. Kì à? Cái này là vẫn nghịch dưới à? Tí nữa sẽ cho các bạn tìm hiểu những cái loại key thôi.
tạm thời cứ viết vào như này là được. Xong chưa? Được chưa? Chúng ta run lại. Rồi xong. Ôi giời, vẫn lỗi này. Error SQL syntax. Nào. Chờ đi, tôi search lại cái này. MySQL create table for now. Default current timestamp. Cái current timestamp này nó cũng là một cái hằng số ở trong cơ sở dữ liệu. Nó cũng lấy ra ngày tháng năm, thời điểm hiện tại, thời điểm được thực thi. Run. Xong rồi OK tab. Chúng ta mở ra sẽ có cái bảng user trong này. ID, name, email, password, created date, updated date. Hoặc là chúng ta mở cái mở cái table ra, chọn design cho nhìn thấy đúng như những gì chúng ta mong muốn. Thằng này có cái primary key này, thằng này có name này, thằng này có created, nó sẽ đây current timestamp, được chưa? Đó, đây là câu lệnh giúp chúng ta tạo ra cái bảng trong cơ sở dữ liệu. Thấm đi, xong rồi tạo tiếp bảng nữa. Các bạn tạo cho tôi tiếp cái bảng này. Bảng nữa là tạo ra bảng. Post. Tức là bảng bài viết. Được chưa? Trong này có gồm có ID, gồm INT, PK. PK là viết tắt của từ primary key nhé. AI là auto increment. Title là Vacha 255 cái gì đấy, not null null hay not null thì tự nghĩ. Content là nội dung, text gì nữa nhỉ, feature init Vacha created by là INT, updated by là INT. Rồi thì short description là 3 luôn, 300 ký tự. Đó. Gì nữa nhỉ? Created date, updated date. Tạo từ bảng này. Bảng câu lệnh. Bao nhiêu ký tự thì tự nghĩ. Ông tí đọc lại cho tôi là được. Tạo đi cho nó quen.
Hả? Sao cái chữ update xong rồi đến tham của em nó không sáng được đấy? Chữ nào sáng? Cái chữ update data sau chữ update xong cuối cùng cái dòng cuối. Đây á? Cái sáng em sáng không sáng được. Kệ nó, không sáng thì thôi. Sao lại cứ phải đòi sáng nhỉ? Bọn này phụ thuộc vào màu sắc thế. Cứ chạy được là được, cần gì phải sáng. Đây trong này tôi còn chẳng có tí sáng nào đây này, tôi còn chạy được kìa. Ờ, con tên là chủ tích. Xong chưa các con rời? Không chưa? Lỗi gì? Nhớ nhá, tạo bảng mới thì phải comment cái bảng này vào. Không nó lại thực hiện lần nữa là lại lỗi đấy. Comment cái bảng này vào để tạo cái bảng khác, không là chạy một bảng, chạy cái việc tạo bảng hai lần nó sẽ báo lỗi. Xong refresh lại. Ô hay. Vào đây này.
chuột phải, refresh. Lỗi do anh hack ra thành công cái gì mà thành công vướng vào luôn. Đi đây này. Dòng người ta. Dòng ai. À đây. Đây. Đấy. Làm được rồi. Bắt thay. Xong chưa? Sợ ông thật đấy. Xong chưa? Chữa nào? Tâm. Chữa. Create table. Create table. Post. Rồi. ID. Primary table. Auto increment.
auto increment unique nữa. Ông bị làm sao vậy? Primary key nó đã là duy nhất rồi, hiểu chưa? Rồi tiếp. Và cha, cứ đọc tự tin lên, không việc gì phải ngại cả, thất kệ. 15. Thằng ngồi bên cạnh tên là gì nhỉ? Vả cho nó phát cho tôi cái. Tiêu đề bài viết nó dài 15 ký tự về hả Tâm? Post là bài viết nhá. Gì nữa? Tiếp. Va cha nào vậy? Đã là tech lại còn va cha, chạy sao? Hiểu chưa? Tiếp. Tiếp. Create by cái gì đấy? Cái gì mà nhảm nhí đấy hả Tấn? Cái gì vậy? Đó. Run. Xong. Hả? Có đấy. Cái này không phải là do phần mềm mà do cái cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Xóa bảng làm nào? Drop database. Ăn vả bây giờ này. Drop table, tên table. Mày cứ ở đấy mà chuột phải. Nhá. Cứ phụ thuộc công cụ cho lắm vào xong bắt đầu sau này không có ngồi mà khóc. Được chưa? Hả? À. Tú xuống xử lý.
cho phép ông đánh nó. Còn đứa nào nữa không? Mình giữ nguyên cái code đấy xong mình chỉ đổi tên cái table đi, nó tạo một cái table đi hiện xong nó không xóa cái table. Xóa làm sao được? Ví dụ như này nhá. Ví dụ như này nhá. Ông có một tờ giấy, ông viết bậy, ông chửi ai vào đấy. Xong thay đổi cái tiêu đề của đấy, ông có xóa hay cái tiêu đề đi, ông thay đổi thành một tiêu đề khác được không? Hay là ông phải viết sang trang khác? Xóa ra được, xóa kiểu gì? Dùng bút xóa à? Dùng bút xóa thì dùng bút xóa, những bản chất cái tờ giấy nó đã bị ghi rồi thì làm sao mà xử lý được? Trừ khi ông xé tờ giấy đi, ông viết tờ khác. Hiểu chưa? Ví dụ như đây mình hoàn toàn có thể tạo ra một cái bảng khác nào. Mình hoàn toàn có thể tạo ra một cái bảng khác có một cái tên khác nhưng mà cùng kiểu dữ liệu là chuyện bình thường. Ví dụ như Tú Hâm, được chưa? Run. Đây. Refresh, nó ra cái bảng Tú Hâm này. Được chưa? Đó, cứ trên mẹ rồi mình làm gì chả? Được chưa? Sau đó là mình hoàn toàn có thể là xóa cái bảng cái đi đã, xóa cái bảng Tú Hâm cái đi. Drop table Tú ở dưới Hâm. Xong. Được chưa? Đấy. Đấy là chúng ta việc tạo bảng. Nhưng mà nếu trong trường hợp dở hơi ra là tôi nhỡ tay tôi tạo nhầm kiểu dữ liệu, hoặc là tôi được sếp yêu cầu là tiến hành cập nhật lại cái cấu trúc của cái bảng này. Ví dụ như kiểu là cái created date kia, không để là timestamp nữa mà chỉ để là date time thôi, thì làm như nào? Hoặc xóa bớt một cột đi. Ví dụ như sau, tôi tạm thời xóa cái bảng post đi đã nhé. Xóa cái bảng này đi. Chúng ta sẽ có cái câu lệnh như này.
create post này, có cái lệnh là đẹp trai gạch dưới int chưa, giới tính cách int, ví dụ thêm như này vào đây, chạy có việc gì, có chạy có vấn đề gì không? Chẳng có vấn đề gì cả, chạy nó vẫn ra bảng, đúng chưa? Nhưng mà sao bây giờ tôi nhỡ đã tạo ra rồi, tôi chết bố quên, tôi nhỡ tạo ra rồi tôi lại muốn thay đổi lại, tức là tôi xóa cái cột này đi, xóa hai cột này đi, xóa một trong hai cột này đi, có được không? Rồi được thì tìm đi, xóa như nào, nhanh tìm đi, còn nhìn tôi làm gì, phải chưa? Tìm câu lệnh là xóa cột trong bài. Cột là gì, tiếng Anh là gì? Drop column hay là như thế nào đấy, khổ lắm. Drop cách tên thì bố nó xóa mẹ nó cả bảng đi luôn. Check đi. Thế nào? Nào, xong chưa? Tâm. Dạ. Hết ngơ ngác chưa, xong chưa? Thank you.
ngơ ngơ ngác ngác. Gì đấy? Ok. Lỗi rồi còn làm gì nữa để chưa nào? Mày vừa sửa cái gì? Chép. Gì đấy? Xóa đi. Ông thêm tôi có comment không? Dưới. Không có biết, đừng biết có dấu ở đây đâu, không hiểu đâu. Chạy thử lại nào. Đấy à? Cái gì đấy? Rồi, ok đi. Mày đã có cái bảng này rồi, mày chạy lại lần nữa làm gì ở Dương? Có nghĩa là ông chạy cái câu lệnh này hai lần, tạo hai cái bảng post chứ làm sao nữa. Một bảng đã tồn tại rồi, làm sao chạy một bảng lần nữa? Như thằng ngáo ngơ ấy. Nói sao lần nữa? Hiểu không? Có thì giờ sao? Mở cái này ra xem nó đã có chưa. Đây này, có nhìn thấy mũi tên hay không? Chuột phải vào. Refresh. Đấy. Nó tạo rồi, giờ mới chạy một lần nữa. Xóa cái bảng cái đi. Delete ở đâu? Nhìn chữ delete ở đâu? Đấy, giờ chạy thì chạy đi. Chạy đi chưa? Cái gì đây? Where you go? What's the point? This is sit tight. Để nó ném rào. Bảo tìm hiểu cái gì thì tìm hiểu cho nó xong đi, lan man. Xong như nào? Sao? Xóa cái gì mà không mất? Câu lệnh. Post. Viết luôn này. Drop. Column. Như này hay là S gì? Tên cột là gì? Đây, ví dụ cột này. Chúng vậy. Như này à? Đây nha, xem trước đã. Post này. Đây đúng không? Post của chúng ta đang có cái cột là đẹp trai ở đây đúng không? Chúng ta chạy cái câu lệnh này. Xem còn không nhá. Refresh ở đâu nhỉ? Còn không? Lỗi đồng lỗi xóa rồi đấy. Xóa cột có tên là đẹp trai rồi đấy. Thấy chưa? Đấy, câu lệnh xóa một cột nó chỉ có thế này rồi. Tôi mong chờ gì nữa. Đây, câu lệnh xóa một cột của cái bảng nó đã có rồi.
thì là untable. Untable ấy, nó cái lưu ý này đi vào này. Untable là câu lệnh giúp chúng ta chỉnh sửa, nó khai báo là chúng ta giúp chúng ta chỉnh sửa cái cấu trúc của bảng sau khi bảng đã tạo rồi. Thấy chưa? Sau khi câu lệnh create đã xong rồi thì chúng ta muốn chỉnh sửa cái gì thì chúng ta phải có cái câu lệnh untable trước. Xong chưa? Bây giờ tôi muốn đổi tên cột thì làm như nào? Chúng ta nhớ nhá, cái hành động đổi tên ấy nó khác, lưu ý này. Cái hành động đổi tên cột nó khác so với hành động xóa cột đi tạo cột mới. Biết khác ở đâu không? Nếu mà đổi tên cột mà cái cột đấy nó đã có dữ liệu rồi thì dữ liệu ở trong cột cũ sẽ được giữ nguyên và đổi tên cái cột này thành cột mới. Yeah. Còn cái trường hợp thứ hai là chúng ta xóa cột cũ đi và thêm cột mới vào thì cái dữ liệu ở cột mới không có. Được chưa? Đó, đấy là hai hành động khác nhau, các bạn đừng đánh đồng. Mặc dù kết quả nó như nhau nhưng mà cái ý nghĩa của nó khác nhau đấy.
Xong chưa? Làm sao để đổi tên? Tiến. Dạ vâng, gì có nghe đi không? Ừ. Tiềm. An An Tơ, đọc là An Tơ nhé. An A L An Tơ. Ờ, An Tơ Table. Post đúng không? Rồi. Chain. Chain. Đẹp trai xóa bố hết mất rồi còn đâu. Giới tính. Giới tính. Giới gạch giới tính đúng không? Thành. Thành giới tính 1 chẳng hạn. Gì? Sao ấp úng lâu thế? Cái gì? Nói đàng hoàng đi xem nào. Trời. Bịa ra một cái tên. Trên rồi giới tính. Cách ra giới tính 1. 1 như này hả? Thế thôi gì? Hết chưa? Đâu? Có sang không? Sao ở Nam? Tu à? À đúng rồi. Viết sai chính tả. Đây lỗi này. Có tu không? Viết như này luôn hả? Đây à? Đâu cái bảng này có cái cột này có va chạm không? Cột này hiện tại là in mà. Đây à? Xong chưa? Chốt chưa? Ồ. A fake row này. Tức là xong rồi đấy. Xóa cái này đi đã. Được chưa? Đây là cái câu lệnh giúp chúng ta đổi tên cột. Alter table, tên table, trên tên cột cũ, tên cột mới và kiểu dữ liệu nếu cần.
được chưa? Xong chưa? Đổi kiểu dữ liệu của một cột thì làm nào? Thanh, tôi muốn đổi kiểu dữ liệu của một cột. Ví dụ cột là giới tính nó đang là in, tôi muốn chuyển nó sang là vacha hoặc là tiny in. Xong chưa? Thanh. A lớp là cái gì? Enter. Tên cột à? Này là xong à? Tôi để đây số nữa chứ. Không, để đổi thành tiny in đi. Này có được không? Xong chưa? Chắc chắn chưa? Error. Đây. Tiny in thì làm gì cần kích cỡ, ví dụ để vacha nhé, vacha 20 chẳng hạn, vẫn lỗi, thấy không? Dương, rồi kiểu dữ liệu của một cột. Modify á, đây à, đây à, máy móc thì cứ sao cái gì đây, gì modify volume giới tính chuyển thành vacha. Này đúng chưa? Hết chưa? Xong. Đan. Đây. Giới tính thành vacha 20. Giờ nếu tôi muốn đổi giới tính thành tiny in. Xong. Không còn lỗi nữa, chạy được là được.
Được chưa? Hả? Ờ, hôm trước chưa dạy à? Ví dụ, đây này. Với... ở bên kia cơ, ở bên kia cơ. Để tí nữa tôi hướng dẫn lại cho. Được chưa? Cứ chuyển sang tiny in, nó là số in có cái phạm vi từ trừ 128 cho đến 127. Tức là truyền những cái số lớn hơn trong cái khoảng đấy thì nó không nhận. Được chưa? Đấy là về tương tác với bảng của chúng ta. Thế xóa cột thì làm nào? À đây, drop column đây rồi. Drop column là giới tính 1. Giới tính 1. Rồi xong. Đây. Đấy là chúng ta tiến hành là thêm này, thêm bảng này, sửa bảng này, xóa bảng này. Được chưa? Đây là đã có rồi. Thậm chí là chúng ta lấy danh sách bảng ra cũng được, nhưng mà không cần. Được chưa? Sau đó chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tôi sẽ hướng dẫn chúng ta tạo câu lệnh là insert dữ liệu, tức là thêm dữ liệu vào trong bảng. Được chưa? Ví dụ như hiện tại cái bảng user này chẳng hạn, nó đang bị rỗng. Đúng không? Nó chẳng có cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ thêm dữ liệu vào trong bảng của chúng ta. Ví dụ như đây là câu lệnh sẽ như sau: insert into tên bảng, bảng của chúng ta là user, được chưa? Xong rồi sau đó chúng ta sẽ có cái ngoặc tròn như này để viết thứ tự các tên các cột. Ví dụ như name này. Về gì nữa? Name này, email này. Email. Rồi thì là password. Created date thì không cần, updated date cũng không cần. Thì chúng ta để tạm như thế này, là ba cột kia. Thằng Văn làm sao mà mấy trăm triệu? Big in nhỉ? Big in nó là tỷ rồi bố ạ. À. Nó là tỷ tỷ thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. Được chưa? Xong rồi sau đó chúng ta sẽ có là value. Được chưa? Nhớ nhá, insert này, đây là tên các cột này. Truyền dữ liệu của cột nào thì viết nó vào đây. Được chưa? Xong rồi value ở dưới này đóng mở ngoặc. Ví dụ tôi muốn truyền vào đây là string thì chúng ta phải viết như này. Ví dụ Nguyễn Bách Dương. Được chưa? Email là dương bd nb. Xin lỗi. Nhầm, dương nb@gmail.com. Được chưa? Password là md5 của cái chuỗi là 123456 chẳng hạn. Được chưa? Tôi run này. Sẽ chạy được đúng không? Chúng ta vào đây. Chúng ta reload lại. Thấy Nguyễn Bách Dương chưa? Password được mã hóa đây này. Created date, updated date đây này. Được chưa? Bây giờ tôi insert một thằng khác vào. Ví dụ bây giờ là thằng Cao Quang Tú. Tú CB. Password 123456. Và tôi insert thêm một thằng nữa là thằng Nguyễn Sơn Nam. Nguyễn Sơn Nam, Nam NS. Đúng không? Password cũng vậy, hay là password của Nam là 654321 đi. Được chưa? Trong trường hợp chúng ta insert nhiều bảng, nhiều dữ liệu vào một lúc thì chúng ta viết như thế này. Value này, cặp dấu ngoặc đầu tiên là dòng thứ nhất, cặp dấu phẩy, cặp dấu ngoặc thứ hai là dòng tiếp theo, chúng ta run. Để ra ngoài này reload. Thấy không? Được chưa? ID của chúng ta nó là primary và auto increment rồi, cho nên nó tự tăng. Được chưa? Còn updated date, created date, chúng ta đã có timestamp là giá trị mặc định, là thời điểm nhập vào, thời điểm insert dữ liệu, cho nên chúng ta cũng không cần phải nhập vào nếu không thích. Thì thế cho nên là chúng ta chỉ còn insert được những cái cột mà nó yêu cầu bắt buộc thôi. Hiểu chưa? Thử đi các bạn, thử đi.
Được chưa? Không nhỉ? Thêm tiếp dữ liệu vào trong bảng code cho tôi. Thêm khoảng 5 bảng ghi vào trong bảng code cho tôi. Không phải insert, đúng. Tự nó cập nhật, tự nó nâng lên.
Xong chưa? Được chưa Dương? Xong chưa? Rồi tiếp tục này. Rồi tạm thời việc cái việc insert dữ liệu sẽ dừng lại ở đấy đã. Tí nữa chúng ta về nhà chúng ta làm nhiều hơn. Tiếp theo này, chúng ta tiến hành nếu mà muốn xóa một cái bản y ở trong này đi, chúng ta dùng câu lệnh thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ tôi comment bớt cái này vào nhá, không nó lại chạy vào. Ví dụ như chúng ta muốn xóa một bản y đi dựa vào một cái điều kiện nào đấy, ví dụ như dựa vào cái ID này chẳng hạn, đúng không? Bởi vì ID của chúng ta là duy nhất mà, cho nên dựa vào cái ID này chúng ta có xác định nguyên một dòng. Chúng ta có thể xóa nó đi. Ví dụ chúng ta sẽ sử dụng là delete delete from tên bảng user where nhá. Where là nơi mà có cái ID bằng giá trị là 2. Đây, xóa thằng Cao Quang Tú đi. À đúng không? Chấm phẩy. Run. Bây giờ ra ngoài này xem thằng Cao Quang Tú còn không. Bây giờ được chưa? Đó. Đấy là xóa một bản ID. Thì delete from tên bảng where điều kiện xóa. Xong chưa? Thế thôi. Còn cập nhật dữ liệu, cập nhật một bảng thì chúng ta có câu lệnh là, tôi tạm thời comment vào đã. Cập nhật thì bây giờ ví dụ tôi muốn sửa cái thằng số 1 này thành Nguyễn Bách Dương, trở thành Nguyễn Bách Dương có dấu chẳng hạn, đúng không? Chúng ta cập nhật như này, update user, được chưa? Update tên bảng này, set cái giá trị, cái cột ví dụ như kiểu là name bằng giá trị mới, đây là tôi viết là Nguyễn Bách Dương, được chưa? Phải các cột tiếp theo nếu cần, ví dụ ở đây là password chẳng hạn, đúng không? Tôi đổi password trong Dương, password bằng md5 nhưng mà password là khác, ví dụ như Dương đẹp trai, ví dụ vậy, được chưa? Where ID bằng mấy? 1 đúng không? Đó. Run. Xong chưa? Không có lỗi đúng không? Rồi chúng ta ra ngoài này xem Dương. Bây giờ Nguyễn Bách Dương nhé. Thấy Nguyễn Bách Dương nhé. Password khác chưa? Đó. Đấy là câu lệnh cập nhật dữ liệu của một bản ghi. Là như thế nào? Trong nếu chúng ta thích thì chúng ta hoàn toàn có thể cập nhật toàn bộ.
Xong chưa? Được chưa? Ghi vào, lấy giấy, lấy bút ghi vào, toàn thằng lười. Xong rồi lại quên hết cho mà xem. Những cái việc thực hành trên lớp tranh thủ cái nào làm được thì làm, còn không thì lấy giấy, giấy vở ghi vào, về nhà làm lại. Thế nó mới nhớ được chứ. Tiếp theo này, tôi sẽ dạy các bạn là export file SQL và import nó lại. Ví dụ tôi sẽ làm cái việc như sau này. Các bạn nhìn thấy các bạn cái này hiện tại tôi đang có hai bản ghi trong user đúng không? Và không có bản ghi nào trong post, tôi sẽ tạm thời tạo ra một cái tiêu đề là bài học lập trình hướng đối tượng. Đây là test. Được chưa? Các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có một bản ghi ở trong bảng post này và hai bản ghi ở trong bảng user đúng không? Được chưa? Tôi tiến hành. Trong trường hợp mà tôi muốn chuyển cái cơ sở dữ liệu này từ máy tôi sang máy anh Dương chẳng hạn, thì tôi sẽ làm cái việc như sau. Chuột phải vào đây, chọn dump SQL file, chọn structure and data, kích vào và chọn nơi lưu trữ. Tôi để ngoài desktop K31B1 SQL. Xong chưa? Thì nó sẽ ra cái file này. Nó sẽ ra ngoài desktop này, các bạn sẽ nhìn thấy là ủa ở đâu nhỉ? Chờ tí nhé. Ở đâu nhỉ? Đây rồi. Tôi lại lưu vào trong document. Tôi lưu ngoài lại nhé, tôi lưu lại ngoài desktop nhé. Chuột phải này. Dump SQL này, structure and data này. Chọn desktop này. Được chưa? K31B1. Xong. Được chưa? Bây giờ tôi tạm thời tôi xóa cái DB này đi. Thấy không? Bay rồi. Bây giờ tôi mất dữ liệu cũ rồi đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn hồi lấy lại nó thì làm nào? Chúng ta tạo một cái DB mới. Tên là như nào thì tùy. K31B2 chẳng hạn. Default UTF-8 Unicode CI hoặc là General CI đều được. Xong chưa? K31B2 chuột phải mở ra này. Chọn tiếp SQL file. Chọn cái file vừa rồi. Thấy không? Chúng ta open nó ra và start. Xong. Refresh. Thấy không? Đúng không? Đó, đây là cách chúng ta backup dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Lưu nó ra một file SQL. Thực tế ra cái file SQL này nó có những cái gì? Các bạn mở các bạn sẽ thấy. Đây. Thấy không? Các câu lệnh tạo bảng, câu lệnh insert dữ liệu, câu lệnh tạo bảng, câu lệnh insert dữ liệu. Đúng chưa? Nó chẳng có cái gì là cao siêu và toàn bộ đều là những cái thứ mà chúng ta vừa mới làm. Đấy chưa? Nó xuất ra thành file thôi. Thế cho nên các bạn nộp bài tập về nhà thì các bạn cũng phải export file SQL ra như thế này cho tôi và nộp cái file SQL. Được chưa? Bài tập về nhà, tạo cho tôi cái cơ sở dữ liệu giúp quản lý cái cửa hàng sẽ bao gồm các bảng như sau. Các bạn tự thêm cột vào nhé. Các bạn sẽ phải tự thiết kế cột. Còn tôi sẽ chỉ cho các bạn tên bảng thôi. Được chưa? Sẽ bao gồm là danh mục. Các bạn viết tên cột có do tiếng Việt được danh mục này, danh mục sản phẩm ấy. Các bạn thì thế cho nên người ta không biết chữ sản phẩm. Sản phẩm danh mục sản phẩm tài khoản. Đấy. Ba con này. Tất nhiên là nếu mà dự án thật thì nó còn nhiều bảng nữa. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ dừng lại ở ba cái này thôi. Yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu tức là phải viết các cột ra, định nghĩa các cột, viết bằng câu lệnh này này, viết câu lệnh kiểu như này này, chứ không phải là viết theo kiểu là
là như này đâu nhá, tức là tạo ở trong này xong rồi xuất ra là ăn đòn đấy, tôi biết hết, được chưa? Xong rồi sau đấy là thêm vào mỗi bản ghi này, thêm vào mỗi bảng này 5 bản ghi, được chưa? Thêm vào mỗi bảng ở đây 5 bản ghi, đó, đấy là cái đề bài của chúng ta.